Mình chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Hôm nay thì quay trở lại xe xôi ở đường Vĩnh Nam và Tùng Thiện Vương. Chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Mấy bữa là cô và chú bán ở bên góc phía bên kia nè. Nhưng mà bữa nay buổi sáng là giờ qua phía bên cái góc đường đối diện. Dạ. Xôi mặn bánh mì thì 17k một cái, khách đang đứng chờ. Xôi lá chuối nha. Dạ, con chào cô nha cô. Cái thời gian cô bán bên này là bây giờ là khoảng mấy giờ cô? 5 giờ cái mình bán tới 8 9 giờ, còn chiều 3 giờ mình bán. Tới 4 5 giờ. Dạ. À. Đó cái thời gian bán của cô đó, quý ông bà cô chú để ông bà cô chú thuận tiện ghé thưởng thức. Một hộp là 17 ngàn. Bánh mì cũng 17 ngàn. Mấy bữa cô bán xôi ngọt nữa mà bữa nay à. Tại còn chứ mà dưới đây mà bán sao không? Nó sắp đổ rồi mình lấy xuống. Dạ, con tưởng nè. Xôi nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Xôi lá chuối. Hai gói mỗi gì đó đi. Hai chục. Buổi chiều là cô bán góc trên này luôn hả cô hả? Đúng rồi, bán bên này luôn. Dạ. Mấy hôm con có đi ngang qua mấy bữa mà không thấy. Dạ đúng rồi. Mình tưởng cô chuyển đi đâu, con thấy kia làm nhà đó. Làm nhà. Cái thời gian bán của cô thì mình sẽ để ở dưới bên dưới cái phần mô tả đó. Cô chú đó cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn biết nha. Thuận tiện nếu mà đi ngang qua đây thì mình ghé mình thưởng thức. Ở một gói xôi lá chuối này 17 ngàn thôi hả? 3 gói 20. Cô với chú. Sa bấu, trứng, tôm khô, chả. Tìm đường lắm bà cô chú, tức là quý ông bà cô chú anh chị và các bạn nếu mà đi từ khu vực quận 5 đi qua thì đi qua hết cầu Trà và Và nha, thì mình sẽ quanh quẹo theo cái đường của cầu Trà và Và đó, bắt đầu là mình cứ hướng về Tùng Thiện Vương á, quẹo tới trái Tùng Thiện Vương thì tới góc đường Tùng Thiện Vương và Vĩnh Nam là thấy cái xe xôi của cô với chú liền . Xe xôi lá chuối của cô chú liền . Hay là cứ hướng là không phải là qua luôn chợ Sóng Củi nha ông bà cô chú. Dạ. Ở
trên cổ đĩa lá chuối, gói bằng lá chuối không thôi. Lấy con 2 phần xôi chả lụa thôi. 2 phần xôi chả lụa. Làm cho con một gói 20 luôn nha cô. Dạ, theo trước. Dạ. Con không ăn cải xá báu. Ở đây phần 20 mà lấy cải xá báu nhiều, cái này của em nè. Lấy cải xá báu nhiều, họ lấy tâm phun. Dạ. Với lá chuối rất là thân thiện với môi trường. Chú mình lấy bạc đây. Dạ. Dạ. Con không ăn cải xá báu. Dạ. Dạ. Cho con chụp cái tấm hình của cô để ngay chỗ này nè. Đó, đúng rồi, cho đẹp. Rồi, rồi, cô làm đi. Cô gói cô để lên đó giùm con đi, chập nữa con quay xong rồi con gửi chị. Đây đưa đây cho con đi, con ra con để ngoài xe đây, chập nữa gửi tiền. Cô của chú à, đây dạ rồi. Đây nha, để ngoài xe trước đi. Có 25.000 không con? Gói 26.000. Có dịp đi ghé ngang thưởng thức thì hấp dẫn lắm.
làm liên tục luôn á. Bây giờ là gói 25 ngàn. Dạ, gói 25 ngàn. Thì cứ 17 ngàn một gói đó. Mà quý ông bà nào mà mình thích bao nhiêu, mình muốn ăn bao nhiêu thì cứ nói cô là cô sẽ làm nha. Dạ. Có hồi mà khách mua gói cao nhất là bao nhiêu cô? 30 ngàn. Là thích ăn nhiều. Dạ. Dạ. Cuộc sống Sài Gòn TV thì chia sẻ rất nhiều các món ăn đường phố. Hôm nay chia sẻ món xôi nha. Mấy bữa nay là đang vào vụ mùa sầu riêng nên là mình quay sầu riêng rất là nhiều luôn. Đó. Để chia sẻ cho ông bà cô chú thì hôm nay đi ghé đi quay xôi. Đó. Xôi của cô chú nè. Mấy bữa mình đi ngang qua đường này đó mình không thấy, mình tưởng cô với chú nghỉ, nhưng mà hôm nay mình quyết định mình đi tiếp, đi ngang qua lại thì thấy cô với chú rồi mấy ở góc bên này. À. Xanh lá dứa. Bốn hộp. Bốn hộp, mình trai mua bốn hộp. 20. Dạ đúng rồi, còn một hộp xôi xanh ba xôi mặn. Đúng rồi, của mình đã thấy bốn hộp hay là năm hộp? Tổng cộng 4 hộp, 1 xanh, 3 mặn. Rồi, 1 xanh, 3 trắng ha. Chú cái xanh này mình lần ngọt hả mặn chú? Mặn mặn. Rồi. Rồi, cái này xanh làm dấu dừng nhé. Mình dấu dừng nhé. Có 1 hộp mặn đựng đồ hộp nữa không? Mới là hộp. Rồi. Nhất là 17 ngàn. Dạ, 17 ngàn, mình ưng ăn bao nhiêu thì mình mua bấy nhiêu. Anh trai mua 4 hộp đó. Dạ, có sữa ngọt, có bánh mì. Dạ. Vậy là chị ăn mấy lần rồi hả chị? Dạ, mối luôn hả chị? chị gái gì kêu mới thấy lần mới tới lần đầu tiên. Chị đi làm ngang qua đây hả? Đi làm á, đang nghỉ hè, mới qua giờ này thôi là đi sớm lắm. Dạ. 5 giờ là cô bán rồi. 5 giờ mấy 6 giờ là qua rồi. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Nghỉ hè đi giờ này. Cô gần đây không? Chị gần đây không? Dưới Phú Lạc. À. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị luôn. Một gói sao bình thường cho thêm thật này. Rồi xong 4 hộp cho anh trai rồi. Bắt đầu cái hộp đi cô. Trời ơi. Cái sao bình thường hay được. Trời ơi. Mua là ăn đi làm luôn chị ha. Bao nhiêu được chưa cô? Được hai cô. Ăn đi là ghiền ha. Ba chục. Dạ xôi 4 hộp đi. 4 hộp. Ồ, vậy là chị khách. Hộp như cái gì? Hộp 17 ngàn đó.
gái mua luôn 4 hộp luôn. Dạ, cho 4 người á. Đi một lần nhưng mà mua được cho 4 người luôn á. Cô bán lâu năm lắm hả chị? Dạ. Chị thay cho em họ xe giò luôn anh nha. Nếu mà tính ra là cô bán 30 mấy năm đó cô hả? Dạ. Là dạ. Cô bán bên kia kìa. Dạ đúng rồi, cô bán mấy bữa là cô bán bên kia. Mà giờ đây thấy đi ấy hơn. Khuất á, mọi người không cứ nghĩ là đi nghe em qua, cứ tự nghĩ là cô nghĩ á. Có là thấy đồng đầu biết cô. Dạ. Đây là hôm nay mình chia sẻ đến cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn nha, để biết là cô chú vẫn bán bình thường, nhưng mà cái góc phía góc đường đối diện 273 Tùng Tiền Vương á, là cái lúc trước là cái góc là cô bán là 273 Tùng Tiền Vương là cái góc bên kia đó, phía bên kia nè, nhưng mà bây giờ là cô chuyển qua bên này luôn, cứ đi tới là mình nhìn qua ngay chỗ góc đường Vĩnh Nam á và Tùng Tiền Vương là thấy cái xe xôi của cô liền hả. Quý ông bà cô chú mà muốn, thường là cô sẽ gói lá chuối, nhưng mà lá chuối không á, còn không là cái nếu mà mình muốn vô trong hộp á, thì cô sẽ gói trong hộp cho mình nha. Đó, trong hộp nhưng mà cô vẫn lót một cái lá chuối. À, cô lót một cái lá chuối. Dạ. Thế cái hộp là gói chuối. Dạ. Lá chuối là một trong những cái lá mà gọi là dân quê nhất, mộc mạc nhất của những vùng quê ở Việt Nam mình đó. Dạ. Cái cây chuối thì mình có thể là làm gỏi cũng được. Mình thấy là bà con miền Tây á, là thường lấy cái chuối non á làm gỏi. Còn lại cái thân chuối mà nếu mà lớn rồi thì mình có thể mình bầm ra để mình cho gà, vịt, rồi cũng như là cho nuôi heo đó ông bà cô chú. Đó. Rồi cái trái chuối thì mình thưởng thức. Dạ. Còn lá chuối thì mình có thể là tận dụng mình làm rất là nhiều thứ nữa. Như thường lá chuối là thường gói bánh là nhiều. Ở ngoài Bắc thì bà con là thường hay gói bằng lá dong, nhưng mà bánh chưng, bánh tét đó là thường gói bằng lá dong, nhưng miền Trung, miền Nam thì đa số là gói là bằng lá chuối là nhiều. Đó, giống như cô gói xôi nè bằng lá chuối nè. Cải sa bấu, trứng, lạp xưởng, rồi tôm khô, chả, chả bông, đậu phụng, rất là hấp dẫn luôn. Rồi, cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV chia sẻ lại chè xôi ở Tùng Tiền Vương nè.
của cô với chú là rất là lâu đời rồi. Nếu có dịp đi ngang qua đây thì ông bà cô chú anh chị và các bạn vào mỗi buổi sáng nha, cũng như là đầu buổi chiều thì cô cũng bán buổi sáng thì mình có thể là mình ghé mình thưởng thức nha. Dạ. Rồi nhiêu đây cũng bán còn quảng cáo nữa. Mà. Dạ, em có quay cho ông bà cô chú biết món bình dân nhưng mà rất là ngon à. Bán lâu lắm rồi, bán dạ. Từ bên đường bên kia. Dạ, rồi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn chú nha, chú cũng thường ăn ở đây hả chú? Không, dạ.